Lan Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Quý vị đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách mời đến đây và bạn ấy sẽ giao lưu cùng với bạn fan của mình. Và ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ khách mời ngày hôm nay nha. Xin giới thiệu người mẫu Hương Ly. Kết hợp vô cùng chật nhịp. Bây giờ thì Hương Ly hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay nào. Xin chào khán giả của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và xin chào anh Huy. Thì ngày hôm nay thì Ly rất là vui khi mà có mặt tại chương trình này, vì Ly biết đây là một trong những chương trình rất là mới. Và bản thân Ly thì kiểu là cũng đã lâu rồi mình không có hẹn hò, nên là thử gặp gỡ một vài người. Đó có thể là bạn của mình, đó có thể là fan của mình, hoặc đó có thể là một người mà Ly chưa từng gặp. Thì Ly nghĩ rằng đây là một chương trình mà mình rất là nên thử để có thể được chia sẻ nhiều hơn cho anh Huy hay là cho khán giả của chương trình. Nhưng mà ngày hôm nay qua chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, hy vọng là sẽ mang đến cho Hương Ly một trải nghiệm thật là thú vị với một người yêu thích và hâm mộ mình. Họ đến đây họ sẽ chia sẻ những gì với mình và thể hiện tình cảm như thế nào. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón bạn fan may mắn ngày hôm nay. Xin mời. Mặt rất lạnh lùng, ra dáng sư mẫu. Em chào anh Huy, em chào chị Hương Ly. Em là Thủy Tiên, em là fan hâm mộ âm thầm của chị. Mà lần đầu tiên em được gặp, em rất là vui. Nãy giờ cứ hồi muốn gặp chị, muốn ôm chị một cái nữa. Rồi, xin mời. Wow, một cái ôm đầu tiên để giúp cho xóa bỏ cái khoảng cách. Và bây giờ sẵn sàng để đến với cuộc trò chuyện đó chưa? Sẵn sàng. Chúng ta đang có mặt tại phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao với bạn Hương Ly và bạn Thủy Tiên. Ta sẽ có một cái khoảng thời gian dành cho hai bạn, phải nói là có thể trò chuyện với nhau một cách rất là thoải mái ha. Thật ra thì em cũng đã có coi trước một vài số của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, tức là em biết rằng cái chương trình ngày hôm nay là mình sẽ là bật mí rất là nhiều bí mật của mình mà mình chưa từng kể, nên là em sợ nhiều khi hôm nay hơi hớ. Hơi hớ. Tại có những thứ mà mình giấu kín mà biết đâu được hôm nay mình lại lộ ra rồi. Nhưng mà việc đầu tiên Hương Ly phải làm đó chính là sẽ phải nói một lời hứa với chương trình cũng như là với một bạn fan của mình và với quý vị khán giả là mình sẽ trả lời thật 100% trong chương trình ngày hôm nay. Chết rồi. Vậy thì ngày hôm nay Hương Ly xin cam đoan với quý vị khán giả và anh Huy cũng như là bạn Thủy Tiên rằng Ly sẽ trả lời hết tất cả những gì mình có thể 100%. Rồi, ok. Thủy Tiên quan tâm về vấn đề gì với thần tượng của mình? Chị có thể chia sẻ cho em là bí mật của chị về bản thân và công việc của chị không ạ? Trời ơi, mới em muốn là người đầu tiên. Bản thân và công việc nó là hai cái cạnh khác nhau rồi. Em hỏi một cái thôi, em hỏi nhiều vậy chị biết trả lời sao? Em thích hỏi hai cái. Hỏi hai cái vậy là chị phải ngồi với em là 6 tiếng đồng hồ để kể hết về cuộc đời mình được chứ không. Còn anh nghĩ là bây giờ mình cụ thể hơn một tí đi. Cụ thể hơn cụ thể một tí đi. Dạ, về công việc của chị thì về công việc em muốn biết về điều gì? Bởi vì công việc chị nó cũng bao la lắm, chị làm rất là nhiều công việc khác nhau. Em muốn biết về bên người mẫu của chị á. Ừ, người mẫu. Ừ, nó cũng chung chung quá ha. Tại em phải biết. Vậy chị có lúc đầu chị khi làm người mẫu chị có gặp khó khăn gì không á? Thực ra khi mà lần đầu ngày xưa chị khi mới làm người mẫu, chị nghĩ là cái việc khó khăn nhất đối với chị là bởi vì chị không hợp. Em tự cảm giác rằng em không hợp với giới thời trang. Bởi vì Ly đã từng theo dõi rất là nhiều bạn người mẫu khác thì mọi người sẽ thấy thường rất là cao, rồi gương mặt góc cạnh nhìn lạ, nhìn gọi là gương mặt lạ. Còn mình thì thật ra cái 6-7 năm về trước em kiểu hơi tròn tròn chút, cũng có chiều cao, xong mặt lại còn kiểu gọi là bánh bèo, nữ tính, rất là nữ tính. Mình nghĩ rằng là mình không có hợp với giới này và một thời gian mình bị tự ti.
Và sau đó thì em nghĩ rằng là em cứ làm việc nhiều, em làm việc nhiều, em tự học tập và thay đổi thì em nghĩ em phù hợp với môi trường đó bằng cái việc là mình cố gắng để thích nghi với nó. Chứ thật ra thì mình cứ nghĩ rằng mình không hợp thì đó là do mình tự nghĩ thôi, còn mọi người không có nghĩ vậy. Nhưng mà lúc đầu nếu như mình nghĩ không hợp thì tại sao Ly lại lựa chọn cái con đường theo đuổi người mẫu này? Tại vì nó là một cái cơ duyên tình cờ tới, chứ không phải là bản thân em đã chọn nó ngay từ lúc đầu. Là ngày xưa em đi thi Vietnam Next Top Model chỉ đơn giản là coi một cái thử thách trong cái chương trình là được chơi cầu trượt nước. Mà em ở Tây Nguyên, em ở trên núi, không có công viên nước, không có biết công viên nước là gì, thì em đi thi bởi vì em thích. Em nói với ba mày có cộng muốn chơi trò này. Thế là mình đăng ký đi thi vì mình nghĩ rằng mình sẽ được chơi trò trượt nước. Xong rồi vào cuộc thi mình đùng cái mình trở thành quán quân. Mình bắt đầu vào giới thời trang trong khi mình chưa từng biết gì về giới thời trang, cũng chưa từng đi chơi nhạc phố gót. Thì em nghĩ là nó là cái nghề chọn mình, chứ không phải bản thân em đã cán đích rằng là tôi phải làm công việc này. Nếu không có một người mẫu Hương Ly như bây giờ thì Hương Ly nghĩ là mình sẽ làm công việc gì? Nếu như hiện tại nha, em không làm người mẫu mà năm nay em 26 tuổi, chắc em thích làm mẹ, làm vợ quá. Đó là ước mơ thôi nha, nhưng mà thực tế chắc là chưa còn đâu đó. Và khi mà mình tham gia vào con đường người mẫu thì Hương Ly cảm nhận như thế nào về nghề này? Thực ra khi mà tham gia vào nghề người mẫu ban đầu á, em suy nghĩ giống đầu giống như mọi người nghĩ lắm. Cái nghề này rất là phức tạp, nó rất là nhiều thứ xoay quanh, cạm bẫy hay là cám dỗ đủ thứ hết á. Mà thực ra công việc nào nó cũng đều có những cái cạnh tranh riêng khác nhau. Nhưng mà em thấy công việc của em môi trường rất là văn minh, mọi người đều rất là dễ thương. Không hề giống như là mọi người hay biết về một nghề người mẫu nó rất là thị phi, rất là drama. Mọi người dễ thương lắm, dễ thương vô cùng luôn. Em chưa thấy cái công việc nào mọi người yêu thương nhau như vậy đâu. Có thể là với Hương Ly là một người rất là dễ thương, rồi hiền hòa, hòa đồng với mọi người. Thì khi mà mình lan tỏa cái năng lượng đó thì có thể mình nhận lại. Còn Thủy Tiên, vì sao bạn lại yêu thích một người mẫu? Có phải là bạn yêu thích luôn cả công việc này không? Hay là bạn nhìn thấy ở một khía cạnh nào đó? Dạ, em thấy là chị Hương Ly rất cao, với lại chị rất xinh. Em thấy đó, chị làm thấy ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp luôn. Ấn tượng không? Thực sự thì có một cái điều mà Ly thường trăn trở là khán giả khi coi Ly trên truyền hình thực tế thì người ta sẽ không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đâu là chương trình truyền hình và đâu là con người thật. Bởi vì có những cái chương trình là em phải vào một cái vị trí rằng là mình phải thu hút người xem cho chương trình, mình phải làm một số cái câu chuyện nhưng mà thật sự không mấy ai hiểu, và sau đó thì người ta có cái gì khắt khe. Em rất là hay bị đánh giá nha, Ly rất hay bị đánh giá là tính cách xấu xí này kia rồi đanh đá chảnh chẽ. Nói chung là người ta chỉ nhìn mình qua cái màn hình tivi thôi mà người ta không có hiểu được nội dung câu chuyện đằng sau, nên là em bị hoài à. Xong đến hồi gặp mọi người ngoài đời thì mọi người hay nói rằng là tại sao khác trên tivi, dễ thấy ngoài đời dễ thương hơn mà. Thì đó là bởi vì công việc thôi, nó gói gọn là hai chữ công việc. Giống như em nói đó, mọi người ít khi có nhiều người hiểu được cái công việc thật sự của mình như thế nào. Đúng rồi, bây giờ em thích với chị là thẳng thắn này đó, vậy rất là thân thiện vì em rất thích. Nhưng mà qua các chương trình truyền hình thực tế giống như Ly chia sẻ là mình phải thể hiện như vậy đúng không, và nhiều khi có bao giờ mình phải gồng mình lên để mình thể hiện một cái nhân vật ở trong cái chương trình vậy không, hay là tại sao mình không lựa chọn là một con người thật của mình để mình dễ thương, hòa đồng, nhẹ nhàng? Nếu mà nói là gồng mình thì cũng không đúng, nhưng mà em nghĩ rằng là giống như kiểu là ai cũng muốn đóng vai hiền lành dễ thương vậy thì ai đóng vai ác? Đúng không? Ai đóng vai ác thì giống như mình đóng phim cũng vậy, một bộ phim thì có vai chính diện và chính diện và phản diện. Vậy thì bản thân em á, giống như em rất là thích vai phản diện. Vậy là chị giống em thích vai phản diện. Rất là thích vai phản diện, không phải đơn giản là bởi vì mình là con người như vậy, mà em nghĩ rằng đó là một cái cá tính rất là thú vị. Để khi mà nhiều chương trình em làm khác nhau, nó sẽ ra nhiều màu sắc khác nhau, chứ không chỉ đơn giản là có một màu sắc hiền lành, hài hòa, dễ thương. Cái đó quá dễ luôn, thật sự đối với em nó rất là dễ, nó không có khó. Bởi vì em làm người mẫu, ít nhiều trong người em nó cũng có cái tố chất về diễn xuất một chút. Khi mình nói về cái công việc của mình thì chắc chắn là khi mà mình bước chân vào nghề mình làm việc á, thì chắc chắn mình sẽ có một cái vài người giống như là người giúp đỡ mình, hay là những người đã giúp giảng dạy cho mình để cho mình có thể tiến xa hơn trong công việc. Thì Ly nhớ nhất là một nhân vật nào đã truyền cảm hứng hay là giúp cho Ly có thể đi xa hơn trong con đường người mẫu này? Nếu mà người truyền cảm hứng cho em chắc là chị Thanh Hằng á, là thầy của em. Đối với Ly, chị không phải là người dạy dỗ mình quá nhiều, bản thân chị cũng tự nhận vậy. Không phải là chị không phải là một người ngày nào cũng kè kè sát bên em để hướng dẫn em phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng mà bản thân chị khi xuất hiện với cái tinh thần làm việc của chị lúc nào cũng rất là kiểu rất là có tâm với nghề, thì cái đó là cái hình mẫu để mình luôn nhìn theo rằng là đây là một người để có thể giúp mình hướng theo và học hỏi từ cái cách chị làm việc, từ cái cách chị thể hiện, cách đối xử với mọi người. Thì em nghĩ rằng đó là một cái người truyền cảm hứng cho Ly rất là nhiều. Tiếp theo thì Thủy Tiên sẽ muốn hỏi một câu hỏi gì nó liên quan tới vấn đề khác. Là, ví dụ như là trong người mẫu mà chị là có mâu thuẫn với một ai đó thì chị sẽ lên tiếng hay là im lặng? Thực ra nếu như mà bình thường với tính Ly nha, khi mà Ly có mâu thuẫn với một ai đó
Ly sẽ lên tiếng, nhưng mà không phải lên tiếng trên mạng xã hội. Ly sẽ lên tiếng trực tiếp với người đó bằng việc mình gọi điện thoại hoặc mình nói chuyện trực tiếp với họ để mình giải quyết cái vấn đề đó. Thay vì rằng là mình bù lưu bù la lên cho cả thế giới cùng biết câu chuyện đó thì Ly nghĩ rằng nó không có hay. Và mọi thứ bây giờ Ly cảm giác là mọi người đều nhìn qua mạng xã hội nhiều á. Có những lúc có những câu chuyện em đã từng gặp rằng là mọi người hỏi là tại sao lại không lên tiếng. Ủa nhưng mà em suy nghĩ trong đầu, em lên tiếng với người trong cuộc chứ đâu phải em lên tiếng với cả thế giới để làm gì, đúng không? Chúng ta giải quyết với nhau, chúng ta là những người tử tế thì mình nói chuyện với nhau để đôi bên lần sau có thể gặp gỡ thì mình có thể không có cảm thấy khó xử. Vậy thì em chỉ cần lên tiếng hoặc những người cần lên tiếng là đủ. Tình bạn bè, tình đồng nghiệp, tình anh chị em nó vẫn có thể giữ vẹn nguyên. Đó là cái điều quan trọng nhất. Mình nói ra để cho cái người đó hiểu. Còn nếu đúng như rồi, mình không nói thì họ cũng hiểu. Đúng rồi. Nhưng mà hiểu lầm. Đúng không? Chính nó xác. Hiểu lầm rồi dẫn đến là không nhìn mặt nhau. Đó, trong giới thì sẽ không nhìn mặt nhau đi làm. Như vậy là khó làm việc với nhau được. Rất là khó làm việc. Thủy Tiên, hiện tại ngày hôm nay bạn có cơ hội được gặp Hương Ly nè. Không biết là ngoài những cái vấn đề nãy giờ bạn quan tâm, bạn hỏi về Hương Ly á, thì tiếp theo bạn sẽ mong muốn là Hương Ly sẽ giải đáp cho mình thắc mắc gì. Em muốn hỏi cho chị, ngồi cái tài năng người mẫu ra, chị còn cái tài năng gì không? Chị có thể bộc lộ cho mọi người biết được không ạ? Trời, tài năng hả? Tài ngoài tài năng người mẫu chắc chị không còn tài năng gì quá. Thật sự luôn, bởi vì chị kiểu chị nghĩ chị không phải là một người có năng khiếu. Chị hiểu thuộc team thích các kiến thức nhiều hơn, chứ không phải là thuộc về sở trường về năng khiếu múa hát đàn ca gì đó. Mà kiểu là cho em, dù em giải toán hay là giải một cái đề nào đó, hoặc kiến thức xã hội, kiến thức khoa học gì đó thì em làm được. Còn về năng khiếu là xin chịu thua nha, không bao giờ nha. Giống như là Ly chia sẻ đó, thì mình không có quá nhiều tài năng. Thì khi mà làm công việc người mẫu đó, thì Ly có sợ là mình sẽ bị mờ nhạt so với các bạn khác không? Thật ra em không có sợ em bị mờ nhạt đâu. Tại bởi vì công việc của em thì nó là một công việc bình thường, nhưng mà công việc khác với một đặc trưng về nghề nghiệp khác nhau. Thì em chỉ tập trung vào chuyên môn của mình để phát triển nó lên mỗi ngày. Còn cái chuyện mà rằng mình có sợ mờ nhạt hay không thì em nghĩ là tính tới thời điểm hiện tại thì em tin là mình không có mờ nhạt đâu. Không mờ nhạt. Bởi cá tính và cái cách thể hiện con người mình thì em không nghĩ là nó nhạt đâu. Nó cũng mặn đó, nhưng mà chắc là mặn trong một số trường hợp nào đó thôi. Chị có dự định sắp tới, dự định làm gì không ạ? Sắp tới Ly đang có hai cái dự định, nhưng mà Ly chưa vội bật mí cho mọi người biết đâu. Dự định thứ nhất là mình cũng định thử thách bản thân mình trong một chương trình. Và dự định thứ hai là lại tiếp tục một hoặc hai chương trình về chuyện thực tế nữa. Và Ly nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi hình tượng liên tục để mọi người cảm thấy rằng là có cái sự giải trí ở Ly. Và Ly tin là Ly rất là mong muốn trở thành một nhân vật trên truyền hình, mọi người coi thì mọi người cảm thấy rất là giải trí và sảng khoái. Nên là em đang nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng và phát hiện thêm nhiều về khả năng bản thân. Và đặc biệt ngoài ra thì em đang chuẩn bị trở lại lớp diễn xuất. Em đang học diễn xuất. Thật ra em đang học diễn xuất. Nó không phải là bởi vì em mong muốn trở thành diễn viên, không phải, mà bởi vì là em muốn rằng là muốn khai thác hết cái lợi thế của bản thân mình, để có thể lúc ví dụ mình gặp chuyện gì á thì mình biết cách thể hiện nó tốt hơn về cái ngôn ngữ hình thể, về cách nói chuyện, hoặc là về cách tư duy trong một cái môi trường nào đó nó tốt hơn, nó mang hơi hướng kiểu điện ảnh hơn chút, thì em nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với cái môi trường hiện tại của em làm việc. Rồi bây giờ qua phần đầu tiên thì Thủy Tiên cũng có vẻ như hơi e ngại một tí, cũng không có dám đặt quá nhiều câu hỏi khó khăn, nhưng mà đưa ra nhiều thử thách. Thật ra thì mình cũng muốn có nhiều cái câu hỏi để khai thác ở Hương Ly. Thì qua phần đầu tiên như vậy, Thủy Tiên cảm thấy như thế nào? Dạ, qua lần tiên thì em thấy như vậy là rất là vui rồi, khi được thần tượng của mình chia sẻ bí mật. Vâng, qua phần đầu tiên của chương trình thì chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện như vậy thôi. Nhưng mà đến với phần 2 thì chúng ta sẽ vận động nhiều hơn một tí, với một thử thách nho nhỏ mà Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay muốn gửi đến cho hai khách mời. Nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại đường chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại phần 2. Ở đây chúng ta sẽ có một gỗ bóng, và bên này sẽ có một cái rổ trống. Thì một nhân vật đầu tiên sẽ đứng ở vị trí A và một người sẽ đứng ở vị trí B. Người ở vị trí A sẽ đặt một quả bóng lên tấm bảng này và di chuyển từ vị trí A đến vị trí B. Và người ở vị trí B sẽ dùng đôi đũa này để gấp được quả bóng cho vào rổ. Khó nha. Khó không? Đây là một phần trò chơi này là cũng là thử thách về cái khả năng mà catwalk và giữ thăng bằng. Khi mà nghe cái luật chơi thì biết là ai sẽ giữ tấm bảng này và ai sẽ cầm đôi đũa rồi. Chắc là giữ tấm bảng không phải Hương Ly đúng không ạ? Chắc chắn là Hương Ly rồi. Bây giờ chứ em nghĩ là cái phần này chắc là Ly sẽ làm thay cho Tiên, bởi vì kiểu là Ly cũng đã quen với việc thăng bằng, chỉ là không biết thăng bằng ở trên giày cao gót với thăng bằng giữ cái bóng thì nó có nhúng nhau không. Nhưng thôi, quan trọng là cái việc mà gấp nữa, đúng không? Và trong thời gian quy định là 3 phút
chúng ta sẽ phải hoàn thành là nhặt được 15 quả bóng để cho vào cái rổ trống kia, một cái dụng cụ cho Hương Ly và còn bạn Thủy Tiên. Hai bạn sẽ là đồng đội của nhau, chúng ta sẽ kết hợp với nhau để có thể vượt qua được thử thách của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thể hiện tinh thần đồng đội đi nào, xin mời. Rồi ok, bắt đầu được chưa mọi người? Ủa gì đó? Bắt đầu. Tinh thần đồng đội vậy đó hả? Ok, bây giờ hai bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Sẵn sàng mạnh hơn nữa đi nào. Sẵn sàng. Bây giờ trở về vị trí của chúng ta, xin mời. Em có câu hỏi ạ, ví dụ như một lần em chở 5 cây bóng thì có sao không ạ? Đó thấy không, chưa gì đã nghĩ trong ra đề một... chị nói là chuyện bóng chứ không nói là một lần được đi mấy cái ạ. Để xem. Rất là làm lại đúng bạn không? Khéo léo như thế nào. Và bây giờ 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi khởi đầu nhẹ nhàng. Bạn khéo léo cỡ nào. Ủa sao có hai trái vậy? Sao có hai trái vậy? Đâu có đơn giản như vậy đúng không? Ok, quay trở lại vị trí đầu tiên, rớt em cứ bỏ đi. Mới đơn giản chơi trái thôi nè. Một trái thôi đấy, một trái thì có thể là giữ thăng bằng được hơn. Rồi, quay trở lại vị trí đầu tiên, đâu phải đơn giản với những thử thách của chương trình đúng không ạ? Tiếp tục. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thật là chậm. Chị đã nhận hàng giùm em ạ. Rồi, Thủy Tiên hãy cổ vũ tinh thần đồng đội của mình để cho. Cố lên, cố lên. Má một tay nữa, một tay nữa, một tay nữa, một tay nữa. Đấy, không phải là đơn giản đâu, chúng ta sẽ dùng đũa để gấp nha, chứ không phải là xúc, không dùng đũa để xúc lên à. Thật là khéo léo à. Hãy uyển chuyển, hãy thể hiện. Đấy, hay quá. Gấp nha, chúng ta gấp nha, chúng ta không xúc à. Gấp à, chứ không xúc à. Rất khéo léo. Có thể không nhìn được không ạ? Không nhìn được. Anh đừng có khói em vậy, anh hơi dám phá ghê quá à. Gấp, đúng rồi. Ba quả bóng đầu tiên đã được mang vào chiếc rổ rồi. Đấy, không nhìn mọi người ạ. À. Không nhìn, nhiều khi không nhìn là giữ thăng bằng hay hơn. Mình có thể bớt ăn gian. Mình có thể bớt ăn gian. Là mình hãy đến sát với vị trí này được không ạ? Một phút đã trôi qua. Tay em dài nó vậy. Một phút đã trôi qua, hay quá. Giữ thân bằng rất tốt ạ. Cái vấn đề nằm ở cái chỗ là mình phải kết hợp với nhau nữa, chứ không phải là mình chỉ đi đến cuối cùng là xong rồi ạ. Này nghiêm túc nè, không giỡn nè. Nghiêm túc nào, bình tĩnh nè. Rớt rồi ạ. Cái vấn đề nhiều khi không phải nằm ở tôi nha quý vị. Cố lên. Cố lên, cố lên. Đây, vấn đề ở đây hai người phải bình tĩnh à, kết bình hợp với nhau. Bình tĩnh em ơi, từ từ. Hãy thông cảm bởi vì mình có thể đổi vị trí được à, mình có thể đổi vị trí à. Nhanh lên, thời gian đang trôi à, mình phải thay đổi à. Cố lên, bình tĩnh, đúng rồi. Đây đây, cái này có vẻ là. Tiếp tục, nhanh lên, mình hãy chạy đi à, mình chạy đi à. Chạy à, chạy à. Vâng ạ, à. Đấy, có vẻ như là phù hợp hơn đúng không ạ? Và hãy để ý gương mặt của Thủy Tiên nha. Thì khi mà thi thì bạn vẫn không quên thể hiện thần thái nha mọi người à, thần thái lạnh lùng. Cho nên lo diễn thần thái nên là quên luôn là những cái trái bóng trên bàn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ủa? Mọi người tiếp tục đi em, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Không có gì hết. Tư liệu chúng tôi đã thu thập hết rồi. Bình tĩnh hơn đi em, bình tĩnh hơn đi Tiên. Bình tĩnh hơn nào. 30 giây cuối cùng, bình tĩnh hơn. Bình tĩnh hơn nha. Ờ đúng rồi. Rồi, hay quá em ơi. Bình tĩnh hơn một chút nữa nha. Mình chưa bình tĩnh lắm nè. Rồi, mình chưa bình tĩnh lắm. Giật rồi, giật rồi. Tiếp tục nè, tiếp tục nè. Còn 20 giây nè, cố lên. Ủa là hả? Sao đây không chị? Có cơ hội để gấp luôn. 10, 9, 8, rớt rồi ạ. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Hay quá Ly ơi. Hay quá Ly ơi. Cho một tràng vỗ tay tự thưởng bản thân hay quá. Thực hiện thử thách đã trôi qua và Thủy Tiên và Hương Ly đã mang về cho mình tổng cộng là bao nhiêu quả bóng. Chúng ta có thể đếm thử xem nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 12, 13, 14. 34 trái rồi mà đây trong đây còn rất là nhiều mọi người ạ. À. Chứng tỏ là hai bạn đã có thể vượt qua được thử thách rồi. Trời. Thưởng với công sức bản thân hay quá Ly ơi. Mà quý vị có thể xem lại những hình ảnh vừa rồi ạ, những hành động của Hương Ly ạ. Ủa hành động gì ạ? Đó, mọi người thấy chưa? Hành động gì anh có thấy không? Em không thấy. Mình không thấy. Em Tiên không thấy. Anh nhưng không thấy. Quý vị khán giả có thể nhìn thấy với cái cách chơi đẹp của Hương Ly thì đã mang đến cho Hương Ly và Thủy Tiên một cái kết quả không đẹp, là không vượt qua được thử thách ngày hôm nay. Và hai bạn sẽ phải thực hiện một hình phạt, và bây giờ sẽ là hình phạt cho Hương Ly và Thủy Tiên. Có thưởng có phạt, và hình phạt ngày hôm nay thì cũng rất là đơn giản thôi. Thủy Tiên và Hương Ly sẽ phải nhảy theo lời của một bài hát. Em thấy chương trình này bất công lắm, từ đầu chương trình giờ kêu có thưởng có phạt mà thấy phạt không đâu có thưởng đâu. Thì vậy mình không thắng. Bây giờ mình thực hiện hình phạt đi, chiều mình lát mình có thưởng. Có thưởng không? Có thưởng. Có mới làm không có là anh. Có thưởng có thưởng, thưởng lớn luôn. Ok anh. Hứa là làm nha. Bây giờ chơi chúng ta. À? Bây giờ chúng ta sẽ mở nhạc lên, và khi mà nghe đoạn nhạc có lời bài hát thì chúng ta sẽ nhảy theo lời nha. 3 2 1 xin mời âm nhạc. Music lên. Trời ơi. Em nghe lộn vậy. Con vịt. Làm con vịt. Rồi đúng rồi, mình có thể feel theo nhạc nha. Khi nào có lời là mình nhảy nha. À. Trời ơi, tôi nghĩ là nên mở cái đoạn nhạc này sớm hơn. Đó. À, có tài năng múa đó mọi người ạ. À. Có tài năng múa nha. Vô nè. 2 3 vô ngay. Một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng hay quá. Gặp hồ nước nó bị bà bị bỏng. Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Vô. Rồi, thể hiện cái hình phạt quá tốt, cho nên là sẽ có một phần quà dành tặng cho hai bạn ngày hôm nay. Đây, một món quà đến từ Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao dành tặng cho Thủy Tiên. Và em có quà là lẹ. Hương Ly đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Hương Ly cảm thấy thế nào? À, ngày hôm nay Ly rất là vui khi mà đến đây để gặp bạn Tiên, là một trong những bạn fan rất là yêu quý Hương Ly. Gặp anh Huy là người đã giúp Ly có thể thoải mái và bung xả hết mình như vậy, bởi vì Ly biết chắc rằng là đây là một trong những chương trình rất là thú vị. Cảm ơn Hương Ly rất nhiều. À, còn Thủy Tiên, cảm xúc của em thế nào hôm nay? Là em rất vui được gặp mọi thần tượng của mình, được gặp anh Huy. Và em cảm ơn chương trình đã kết nối em với lại chị Hương Ly, được gặp nhau, được chơi cùng nhau rất là vui vẻ. Cảm ơn Hương Ly và cảm ơn Thủy Tiên đã dành thời gian đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha, lúc 13h15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Đây có lẽ là không có phải là nhiều dịp mà Ly được gặp một bạn fan để có thể chia sẻ nhiều thứ như thế. Nhưng mà trời ơi, thật sự bây giờ mình cảm thấy là Thủy Tiên hơi hành Ly nha. Bởi vì cho rất là nhiều thử thách khó nè, lại còn hỏi rất là nhiều câu hỏi mà Ly nghĩ rằng là mình hiếm khi được chia sẻ lắm. Nhưng mà ngày hôm nay mình được nói hết thật lòng những gì mình nghĩ thì Ly cảm thấy rất là thoải mái. Lúc nãy là em nghe là chị Hương Ly nói về sự tự ti của mình trong nghề nghiệp, nhưng mà chị đã vượt qua được. Trong khi đó bản thân em cũng rất là tự ti, nhưng mà em sẽ cố gắng giống như chị để có thể hoàn thành tốt công việc diễn viên của mình.